Chào bạn, trong ngày hôm nay thì nhân dịp có một bạn, tức là thực ra thì cũng phải gọi là một chị. Năm nay chị cũng 44 tuổi rồi, có liên lạc với tôi và đặt với tôi một câu hỏi. Chị cũng là giám đốc tài chính một công ty mà doanh thu lên tới 1.000 tỷ một năm. Hiện tại chị đi làm thuê. Chị cũng được rất nhiều các chuyên gia mời chào về việc là dạy làm giàu và kiếm tiền. Và bản thân chị cũng đã khởi nghiệp rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà lúc này thì cái công việc khởi nghiệp nó không thành công được. Và chị có đặt ra một câu hỏi, vậy thì tại sao nhiều người khởi nghiệp được thành công và có những người rất giỏi về chuyên môn nhưng khởi nghiệp không thành công? Vậy thì lý do của nó là gì? Sau khi mà ngồi nói chuyện có một tiếng, tôi cũng có vạch ra cho chị một số lý do. Mà sau đây thì mới quay lại clip này chia sẻ với các bạn lý do tại sao có những người rất giỏi mà họ khởi nghiệp không thành công. Ok, câu chuyện nó sẽ như này. Thực ra thì trong cuộc sống thì rõ ràng chúng ta mỗi người một nghề và sẽ có những người rất giỏi trong nghề của mình, tức là người có chuyên môn tốt. Nhưng mà có một vấn đề nghịch lý là người chuyên môn tốt thì lại thường lại đi làm thuê thì lại giỏi, mà làm chủ thì lại kém. Tại sao vậy? Tại vì vì chuyên môn tốt cho nên họ chú tâm vào công việc của họ và cũng như là phát triển cái sự nghiệp của họ xoay quanh cái việc đó, chính là họ giỏi chuyên môn. Mà khi mà giỏi chuyên môn thì đồng nghĩa việc là việc xây dựng các mối quan hệ cũng như là việc mà rõ ràng là tạo ra được các cái hệ thống kinh doanh cũng như là bán những cái sản phẩm dịch vụ thì nó gặp nhiều vấn đề khó khăn. Tại vì họ quen với việc là đi làm thuê và đổi cái thời gian của họ cũng như trình độ của họ để lấy tiền. Đúng không? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là người làm chuyên môn giỏi thường hay có xu hướng đi làm thuê. Thì nếu mà muốn thành công được thì rõ ràng họ phải tìm cách bán được với số lượng nhiều. Thì như vậy đi làm thuê thì không làm được vấn đề đấy. Và đó là cái bí quyết của việc là nếu bây giờ chúng ta muốn có thể xây dựng và hoạt động kinh doanh được thì chúng ta phải là người bán hàng giỏi. Người bán hàng giỏi thì người ta không cần phải ở đây là phải chuyên môn quá giỏi, mà chúng ta cần phải hiểu đó chính là người bán hàng giỏi, nghĩa là người nắm bắt được thời thế, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, phân tích được đối thủ và biết cách để làm sao cho là gì? Là tiếp cận được khách hàng với chi phí phù hợp và tạo ra những chuyển đổi nằm trong hạn mức mà mình có thể chấp nhận được. Hay nói cách khác, ở đây thì tôi hay lấy ví dụ về cái công việc của người làm kinh doanh. Nó cũng giống như người dụng binh. Chúng ta có thể có trong tay những người tướng không phải là quá giỏi. Chúng ta có trong tay những sản phẩm không phải là tốt, nhưng chúng ta biết vận dụng thiên thời địa lợi và biết cách tấn công thì chúng ta vẫn có thể chiếm giữ thị trường được và tấn công được. Thì lại quay lại cái câu chuyện liên quan tới vấn đề về hoạt động kinh doanh, mà bây giờ nếu mà những người đang làm chuyên môn giỏi thì tại sao họ lại gặp khó khăn trong vấn đề phát triển kinh doanh? Vấn đề thứ nhất là những người làm chuyên môn giỏi thì thông thường ở đây nghĩa là họ có một cái tôi rất lớn ở chỗ tôi là người làm chuyên môn giỏi và họ muốn được trọng dụng và được làm việc trong những môi trường tốt. Hay nói cách khác là sẽ làm việc trong những công ty lớn. Và khi mà làm việc trong những công ty lớn thì công ty lớn họ rất giỏi trong việc ru ngủ, nghĩa là trả mức lương rất cao. Rồi sau đó thì các bạn cũng sẽ thấy là nếu mà bây giờ so với cả một người đi làm kinh doanh bán hàng thì như vậy người làm chuyên môn giỏi sẽ có cảm giác là gì, mình được ngoài hơn trong xã hội. Đi về nhà rõ ràng nếu cùng một việc, tôi bây giờ làm kinh doanh bán hàng giữa một việc mà bạn này làm FPT, bạn này làm việc trong ngân hàng, bạn này làm việc ở môi trường này môi trường kia thì rõ ràng là bố mẹ của người kia sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng ở chỗ là gì, nếu mà chúng ta cứ đi làm thuê như vậy các bạn sẽ có một mức lương cố định, cũng có thể mức lương này cũng tăng dần theo thời gian, nhưng mà nó có một điều nghịch lý là nó không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu của các bạn. Tại vì là lương tăng thì chi phí tăng và nó đến một ngưỡng nhất định các bạn không được trả cao hơn được nữa, tại vì nó là liên quan đến chi phí vận hành của doanh nghiệp, đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ dẫn tới việc là gặp phải bẫy thu nhập trung bình, rồi gặp phải việc nữa là chúng ta sẽ gặp phải vấn đề khó khăn trong quá trình phát triển. Và rồi thì bắt đầu thời gian trôi qua, bắt đầu sẽ có rất nhiều những cái thứ mà gọi là bất đắc chí, không đủ tiền để trả chi phí, không đủ tiền để mua cái mình thích, rồi sau đó thì sẽ có những nhân viên trẻ hơn, sẽ có những người người ta ở vị trí kém hơn, người ta leo lên được vị trí đứng ở phía trên, người ta sai khiến mình, nên bắt đầu gặp chán nản. Nên nói chung là có một điều chúng ta sẽ thấy rồi, ai cũng thế thôi. Sớm muộn, cho dù chúng ta có thể giỏi, rất giỏi trong một nghề, thì mình cũng phải tìm cách mình bán được. Tại vì là chúng ta thấy là làm công ăn lương thì nghĩa là đến cuối tháng mới được trả lương. Và trong cái thời gian đấy nghĩa là chúng ta gần như là chi tiêu trong cái định mức, không thể có thể chi hơn được. Muốn đi chơi, muốn làm gì đó cũng khó khăn. Tại vì là sếp thì giai việc rồi sau đó thì định mức ngày nào phải đi làm. Vậy thì lúc này bắt đầu nó mới đến cái việc cần phân tích. Sau một tiếng rồi nói chuyện với chị đấy thì lúc đấy tôi cũng tạo cho chị được động lực để có thể đưa ra được một quyết định. Tại vì là nếu mà chúng ta làm thuê, anh chị có thể thấy là thường là nó có một định mức ở đến năm 35 tuổi và chúng ta cực chán một nghề rồi. Tại vì các bạn đã từng trải trong cái nghề đấy ít cũng phải 10 năm.
Nghĩa là mọi thứ khổ cực cay đắng ngọt ngào, thành công nghĩa là chúng ta cũng đã ăn được một vài phần. Và bây giờ là phần đời ở phía sau. Sau 35 tuổi, lúc đấy chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực thứ nhất là con cái, chi phí càng càng tăng. Bây giờ một đứa đi học, so với việc phải trả tiền cho nó rồi để cho nó có môi trường tốt hơn, các bạn chi phải 10 12 triệu là ít. Trung bình kiểu kiểu như vậy. Sau đó nếu mà nhà nào ngon hơn, có điều kiện hơn, 20 30 triệu đi học những trường có mức lương, trường học phí mất rất là cao. Thế là bây giờ con mình không được trả những trường đấy, bắt đầu lại cũng đau đầu, đúng không? Nó về so sánh. Rồi sau đó tiếp nữa là bố mẹ bắt đầu già, chúng ta lúc này phải báo hiếu bố mẹ. Nếu các bạn suốt ngày phải đi làm như vậy, nếu mà chúng ta không dành cho được khoảng thời gian, thì đến khi mà mình có thể có thu nhập, bố mẹ đã già quá rồi. Còn đấy cũng là cái mình cũng phải suy tính. Sau đó vấn đề thứ ba nữa là cách liên quan đến vấn đề việc dành thời gian cho con cái. Nếu chúng ta suốt ngày đi làm thì có thể ví dụ như là buổi sáng dậy sớm đi thì con đã đi học rồi, sau đó tối về muộn thì con đã ngủ mất rồi và thời gian nó không được nhiều. Trong đó thì có một cái mà tôi vẫn muốn nhấn mạnh, đó là chúng ta thì ai cũng có một cuộc sống thôi, và chúng ta cũng chỉ có một khoảng đời nhất định để dành cho cuộc sống của mình. Và lúc này chúng ta lựa chọn con đường như thế nào đó là do mỗi người quyết định. Nhưng ở đây thì tôi có phân tích là mọi người nên vận hành và tạo ra các dòng tiền cho mình bằng kinh doanh. Tại vì không có cái gì bền mà kinh doanh cả. Các bạn có thể thấy là một ngày các bạn có thể bán được 3 đến 5 đơn, bán được 10 đơn hàng. Nhưng mà nếu các bạn có 10 sản phẩm, như vậy lên 40, 50 đơn, và cái tiền đấy nó đều đặt vào túi, đúng không ạ? Và nó cứ tăng trưởng dần và nó xây dựng cho chúng ta được rất nhiều những cái hoạt động khác nhau. Và nó có vốn thì con người nó sẽ có nhiều ý định và nó có nhiều cách để làm. Và thời thế bây giờ thì nó có một điều rất là hay. Ngày trước thì để có thể vận hành và phát triển kinh doanh được thì chúng ta cần phải mở cửa hàng, thuê nhân viên, rồi sản xuất, rồi vận hành, nó rất là phức tạp và đau đầu. Và nếu bây giờ với Internet và với việc kinh doanh online, với việc chạy quảng cáo, thì như vậy chúng ta có rất nhiều phương pháp để chọn cuộc sống này. Giữa việc là sẽ có những người rất giỏi trong việc sản xuất, ok họ làm đi, họ làm ra sản phẩm và tôi sẽ là người bán hàng. Thậm chí tôi cũng trông không cần phải là người giỏi để bán hàng quá mức, tôi chỉ cần là một người trung bình và giải quyết được khâu là nó thỏa mãn được nhu cầu của mình, thì marketing online, quảng cáo, rồi đẩy thương hiệu, rồi bán hàng làm được điều đó. Và lúc đó các bạn sẽ thấy là thế là mình có thể tự do về tài chính. Các bạn có thu nhập hàng ngày, các bạn có thể đi chơi như tôi bây giờ đang ngồi một chỗ nào đó và sau đó thì tiền nó vẫn về, nhân viên vẫn hoạt động. Và tất cả nó sẽ có định mức và xử lý được, thì nó sẽ là một cái định hướng mà chúng ta có thể làm. Cho nên là khi mà nói chuyện xong thì có thể đúc kết lại cái câu chuyện này nó thành năm vấn đề mà các bạn có thể suy ngẫm. Đợt tới thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để quay những clip kiểu kiểu như thế này để chia sẻ cùng với chúng ta về cái câu chuyện mà tôi vẫn gặp phải trong quá trình làm tư vấn doanh nghiệp cũng như là chia sẻ trong cuộc sống này. Thì như vậy nó có một câu chuyện mà chúng ta bắt đầu phải suy ngẫm đến. Đó chính là anh chị sẽ phải xác định là chúng ta sẽ già. Và nếu chúng ta làm giỏi chuyên môn, đúng không ạ? Thì sớm muộn một điều duy nhất nữa là cái chuyên môn đấy của chúng ta sẽ có một thứ gì đó nó thay thế. Và cái thu nhập của chúng ta không thể cao được. Đúng không? Và chúng ta có thể đọc rất nhiều những cuốn sách nói về một việc khi một người giỏi quá một thứ thì chính lúc là anh ta chuẩn bị lên tới một cái ngưỡng vực ngưỡng ngưỡng rủi ro rất là lớn. Tại vì anh ta không thể nhảy việc để nhận được cái mức lương cao như vậy nữa. Và điều số 2 nữa là nếu một cái công nghệ thay đổi và mọi người quay xe thì chúng ta coi như lại xuất phát về từ đầu và lúc đấy thì nó còn mệt hơn rất là nhiều, cho nên phải chọn một cái điều gì đó để tránh cái rủi ro cho mình. Vấn đề thứ hai chúng ta phải suy ngẫm đó chính là liên quan đến việc về liên quan việc tận dụng thời gian để có một cuộc sống tốt. Có một cuộc sống tốt ở đây nghĩa là chúng ta dành thời gian được cho con cái, dành thời gian cho vợ chồng, dành thời gian cho ông bà ba mẹ. Thì những việc đó muốn làm được thì nghĩa là chúng ta cần phải tự do được về thời gian và có dòng tiền. Và muốn làm được điều đó thì nghĩa là chúng ta phải vận hành kinh doanh thì mới giải quyết được. Còn không vận hành kinh doanh mà đi làm thuê thì rõ ràng là chúng ta nằm sự sai khiến của người khác và điều đó rất là khó khăn. Tại sao nước Mỹ là 70% dân số người ta phát triển các ngành dịch vụ? Thì điều đó mới nghĩa là họ có dòng tiền và họ có thể vận hành kinh doanh được và họ không bị đặt quá định mức là phải đi làm một công ty lớn. Điều đó không cần thiết nữa. Thời đại này bây giờ ai là người có nhiều tiền, đúng không? Ai có cảm giác vận hành được và sống được tự do theo ý mình thì đấy mới là điều tuyệt vời. Điều thứ ba chúng ta có thể nghĩ đến được tiếp nữa là cái vấn đề liên quan đến kinh doanh này thì nó không quá khó khăn và nó cũng không có lệ thuộc vào tuổi tác. Bạn trẻ cũng có thể làm được và người già cũng có thể làm được. Tất cả nó là phương pháp và cách vận hành. Tại vì việc quảng cáo của Google, Facebook, làm YouTube, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều tấm gương, có những bạn trẻ rất giỏi. Họ có thể quay TikTok, họ có thể quay Facebook, họ có thể làm đủ kiểu để bán được hàng và họ bán rất tốt. Đúng không? Hoặc cũng có những người già, người ta cũng biết tận dụng công nghệ vận hành và bán hàng được. Nói tóm lại, ai cũng làm được. Miễn là chúng ta chọn được sản phẩm và vận hành và thỏa mãn được cái mục tiêu kinh doanh của mình. Chứ không phải nhìn thấy người kia phải bán 1.000 đơn, 2-3 nghìn đơn, mình nghĩ mình phải làm được điều đó. Chúng ta không cần phải làm nhiều. Tại vì nhiều khi đó là cái thứ nó không thật. Tại vì cuối cùng chung quy lại, thời gian nó sẽ trả lời tất. Điều thứ tư nữa là trong clip này thì chúng ta nhận định được là không phải
là ở những công ty lớn, nắm ở vị trí lớn và có thu nhập cao thì họ đang sung sướng. Tại vì là càng già, càng ở vị trí cao thì càng rủi ro. Và đến lúc người ta muốn dành thời gian cho gia đình cũng khó có thể làm được. Tại vì vị trí công việc đã trả mức lương cao thì chúng ta bị tầng lớp, gọi là tầng lớp lãnh đạo họ bóc lột đến mức vì họ trả lương cho chúng ta nên chúng ta phải làm hết. Đâu, thậm chí các bạn nhìn thấy có những ông được thuê làm giám đốc điều hành, lương 40 50 triệu, thậm chí có thể lương 80 triệu, nhưng làm việc như trâu như chó, rất là mệt, thậm chí có sướng được đâu, ông làm kiêm nhiệm rất nhiều. Và nếu bây giờ mà không chịu được trách nhiệm bị đá văng khỏi vị trí đấy, đi làm cái gì đây để đảm bảo được cuộc sống gia đình? Đấy là cái mà chúng ta cũng phải cân nhắc. Và điều thứ năm cuối cùng là gì? Ok, là tôi cũng có một lời khuyên cho mọi người, đó chính là hiện tại với thời thế chúng ta ứng dụng về công nghệ, tất cả mọi người đều có thể vận hành công việc kinh doanh của mình được, và chúng ta đều có thể tạo ra nhiều dòng tiền, đúng không ạ? Có thể tạo ra vài đơn, chục đơn, thậm chí 100 đơn, có thể kết hợp với rất nhiều người. Ở đây thì tôi hay có một lời khuyên đối với những người bắt đầu làm kinh doanh, đó chính là chúng ta thấy ở xung quanh mình có rất nhiều người giỏi, giỏi ở đây nghĩa là họ làm một sản phẩm giỏi, và chúng ta có thể chơi với họ để trở thành một người bán một sản phẩm giỏi. Thế như vậy chúng ta sẽ đứng trên vai người khổng lồ, chúng ta sẽ có thể bán kết hợp được rất nhiều sản phẩm mà mình không phải lo lắng. Ở đây thì công nghệ đó chính là cho phép chúng ta có thể tự thiết lập quảng cáo với mức chi phí vừa phải để vận hành và test được, quan trọng chúng ta biết cách vận hành. Và cuối cùng thì tôi vẫn nói vui với mọi người là gì, là nếu chúng ta biết cách vận hành cái hệ thống quảng cáo, nghĩa là các bạn nắm trong tay một đội quân có thể lên tới cả vạn người, các bạn có thể xét cả một vạn chiến dịch quảng cáo, chi phí bỏ ra để test và điều chỉnh được, để từ đó chúng ta có thể tiến hành kinh doanh và phát triển được. Thế là mình đứng trên vai trò đó chính là vận hành dòng tiền, mình bỏ tiền ra để mình vận hành, và lúc này là mình có thể sai khiến, thậm chí có thể sai khiến những công ty rất to, tại mình bán hàng cho họ mà, họ phải vận hành cho mình, và thậm chí phải giải quyết các vấn đề mà khách hàng nó gặp thắc mắc. Và từ điều đó dẫn đến một việc là chúng ta có thể ngồi ở đâu đó, đúng không? Chúng ta còn đi chơi, chúng ta có thể lắng nghe, có thể tận hưởng cuộc sống, có thể hít thở không gian, có thể làm nhiều kiểu để cuối cùng là mình tận hưởng cuộc đời này. Ok, và nếu mà các bạn chúng ta có cái nhu cầu liên quan đến vấn đề về việc học quảng cáo cũng như là việc tư vấn mọi người thì inbox tôi sẽ tư vấn mọi người free, miễn phí. Những cái tài liệu ở trên kênh này thì tôi cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi, anh chị có thể thực hiện và làm theo, miễn là chúng ta cảm thấy là gì, nó mang lại cho chúng ta được dòng tiền. Và đặc biệt nữa là gì, là mọi người cũng nhìn thấy là lâu lắm rồi tôi mới ngồi tôi quay chia sẻ này, tại vì trong thời gian vừa qua tôi cũng tập trung phát triển hoạt động kinh doanh của mình đến nhiều. Nhưng mà thời gian tới khi mà thứ nhất là Covid nó ít đi rồi, tôi có thời gian đi chơi nhiều hơn, có thời gian quay được clip này thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Rồi, chúc mọi người chúng ta sớm thành công và có những cái câu chuyện hay để có thể chia sẻ và truyền lửa lại cho mọi người.